À, khán giả vừa vô nói câu cùng với cô Liên thì cô Liên thật sự thì cô Liên rất là kỹ càng chọn bài làm sẵn cho con luôn, con cảm ơn cô rất là nhiều. Và tôi chào cùng với cô Phương Liên sẽ gửi đến trích đoạn trong cái tuần tiếng trọng mê linh. Trăng lên cao, núi lên cao, núi trắng cùng một chi ánh lầu, trăng soi dắt núi ít hình chi, núi dần dần trăng đi quát chim bao, mây bay gió đều tan theo trăng lên đỉnh núi, người trong đất nước dưới trời cao. Phu nhân, đêm đã khuya, sao phu nhân vẫn còn chưa yên nghỉ? Mãi nhìn trăng đối bóng, thiếp liên tiện đến chàng, một thanh gươm yên ngựa dễ dùng, chịu gian khổ để gieo mầm hạnh phúc. Đứng giữa mê linh mà còn nghĩ tới hạnh phúc, chắc hẳn không phải là thứ hạnh phúc bé nhỏ tầm thường. Ta về đây từ rừng núi Châu Nhiên, cũng mang nặng một tình yêu thương. Tình yêu ấy một tình yêu bất diệt, yêu đồng bào, yêu tổ quốc quê hương. Lòng mãn luôn hạnh phúc của toàn dân, đâu dám nghĩ đến tình riêng bé nhỏ. Ta nhớ lại những đêm dài không ngủ, nghe bên trời vắng vẳng tiếng hạt kêu sương. Nhìn trăng khuya mà tất cả ngổn ngang, nguồn lửa hận trâu nông bầu nhiệt huyết, khắc thái giữa diệt thù trên kiếm thép, quyết đặt bằng mọi chướng ngại không ba. Rồi gió câu trăng dặm đường xa, hầu bao đã ở nhà. Rồi mai đây mỗi kẻ một phương trời, vui chiến đấu và người đông gian khổ. Phúc lâm biệt của tình chồng nghĩa vợ, lời trao lời cùng khắc cố minh tâm. Thù nào sâu hơn thù lũ xâm lâm, tình nào nặng hơn tình yêu. Chìm trong lửa loạn lên những tiếng yêu đương, bỗng thành ra muôn vàn tiếng căm nào nhắm mắt. Phu nhân ơi, ta đợi
trăm năm hờn. Ngọn lửa đâu tranh đốt sạc lũ than tàn, cởi ác nô dông bắt xiền nô lệ, để hẳn diễn là dân tộc đồng. Bình xa gian dòng khắp non sông, ngàn qua thắm lại tươi cười trước gió. Rồi trong tiếng chim ca của buổi bình minh rạng rỡ, có tiếng đôi chim gây lệ truyền tâm tình. Phụ dân khi khắp đất nước đang bực lên để bắt xịt nô lệ, cái vui của vợ chồng mình sẽ là cái vui chúng có toàn thể dân nam. Phu nhân, phu quân, phu quân dạy rất phải. Ôi rừng núi mê linh hồn dị qua, núi trai mình đón đợi răng trăng trong. Dặn đâu đây nhạc suối rần gian, sẽ mình mờ ca bụi rồng bóng tinh kỳ theo gió ngỡ đường xa. Bao giờ tắt lửa gan qua, trời nam gian dòng khúc ca thân tình. Giờ ta gác lại bên mình những tình cảm thiết tư, để lắng nghe tiếng thét gọi con tính trong giây phút mà điền nó nhá nhá lên. Quên bỏ bên phải không? Dạ. Dạ. Thật sự thì lúc nào về hát thì cô Liên thấy nó sung và chị đáng hả? À, trời coi mà cô Liên về photo kỹ càng chữ nghĩa gạch sẵn cho em luôn chị đáng. Cảm ơn cô. To trẻ, to trẻ. Không có chị. Có tiếng tàu không có chị là chị. Không biết luôn. Không biết. Không. Sai. Nói lại không đúng rồi, dám chịu. Cảm ơn cô rất là nhiều. Hôm nay thì có Tiểu Phụng, có cô Liên, có Bố Quyền. Bố Quyền chút xíu gửi bài nào của bác Diễn Châu, là chuyên trị về những cái bài của bác Diễn Châu. Và bây giờ thì quý khán giả trên chương trình đã xem sau phần quảng cáo, chương trình sẽ trở lại cùng với